tiên có Huy Quang dẫn điểm ở set bóng này. Bóng sang nhà bóng cho các bạn bắt bóng lại. Làm lại. Bắt tiến, bóng đập phạt bóng, Văn Thật vừa phát bóng. Nếu có lên ai đập không phải. Đinh Trần Thấn vừa bỏ rổ một quả nhưng mà tuyệt vời. Bóng sang rồi, còn bóng. Bóng sang Hiền bóng rồi. Nếu cao lên, ai đập phát bóng này đây? Tăng! Bắt tiếp của Khối Huy Văn. Cơ hội đánh bóng này. Đánh nhanh, tuyệt vời, vẫn còn. Ai đập? Tăng! Anh A để ban tổ chức làm thủ tục trước khi các bạn vào trận thi đấu buổi sáng ngày hôm nay. Trọng tài đã cất lên rồi, chúng ta tiếp tục thi đấu. Xin mời bảng điện tử, bảng điện tử điểm số quay mặt về chúng tôi để chúng tôi tiện nhìn cho nó dễ. Và xin mời hai đội đội tuyển phụ nữ xã và đội tuyển nam bóng đá chúng ta tập trung trước khán đài A để chúng ta làm thủ tục trước khi vào thi đấu. Xin mời ông Phạm Ngọc Huy, xin mời ông Phạm Ngọc Huy trưởng viên thế đội là chúng ta tặng là với chúng. Sân khấu tiếp tục bây giờ đang là 14:12 cho Khối Huy Văn rồi.